Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với công ty thiết bị điện tử nghe nhìn, website camera quay lén 360.vn, điện thoại tư vấn Zalo 0825533666. Thì tất cả những anh chị nào mà đang có nhu cầu mua hàng về những cái dòng sản phẩm như là camera mini siêu nhỏ này, thiết bị định vị GPS siêu nhỏ này, máy game ghi hình siêu nhỏ này, thiết bị dò sóng, thiết bị phá sóng, thiết bị định vị nghe nén thì hoàn toàn có thể là nhanh tay nhấc máy liên hệ trực tiếp với em qua cái số điện thoại đuôi 3 con 6 này, là bên em sẽ có nhân viên tư vấn hỗ trợ tất cả anh chị 24/24 để lựa chọn làm sao để những cái sản phẩm ưng ý nhất và phù hợp nhất anh chị nhé. Và quay trở lại video clip này là em muốn giới thiệu đến tất cả anh chị về một dòng sản phẩm camera siêu nhỏ S199 anh chị nhé. Và bây giờ không để mất thời gian của tất cả anh chị nữa, em sẽ mở cái bộ sản phẩm này ra để cùng với tất cả anh chị xem mẫu mã sản phẩm nó như thế nào này, chức năng sản phẩm nó ra làm sao và cách sử dụng của sản phẩm này như thế nào, cài đặt trên điện thoại như thế nào sao cho đúng cách nhất anh chị nhé. Và ngoài ra bên em có nhận chế camera và tất cả các đồ vật mà khách hàng yêu cầu, thì anh chị muốn chế và tất cả những cái đồ vật nào, ví dụ như là bóng tuýp này, đèn led này, đồng hồ để bàn, đồng hồ treo tường này, đèn ngủ này, chai dầu gội đầu, chai viêm tẩy rửa, nói chung là anh chị muốn ngụy trang và bất kể những cái đồ vật nào cũng được, thì anh chị hoàn toàn có thể là liên hệ trực tiếp với em qua cái số điện thoại đuôi 3 con 6 này, là bên em sẽ có nhân viên tư vấn hỗ trợ tất cả anh chị 24/24 hết luôn anh nhé, anh chị nhé. Và khi anh chị mua hàng về cái dòng sản phẩm camera S199 này, thì bên em sẽ tặng kèm cho anh chị là một cái thẻ nhớ chính hãng là 128GB. Với cái thẻ nhớ chính hãng 128GB này là sẽ giúp cho anh chị hoàn toàn có thể là lưu trữ được dữ liệu, lưu trữ được thông tin lên tới 20 ngày, và khi đầy thẻ nhớ nó sẽ tự động xóa cái cũ để lưu cái mới anh chị nhé. Có nghĩa là sang ngày 21 sẽ xóa ngày mùng 1, sang ngày 22 xóa ngày mùng 2, sang ngày 23 xóa ngày mùng 3, để đảm bảo cho tất cả anh chị ở đây luôn lưu vào cái thẻ nhớ này là được 20 ngày gần nhất so với thời điểm hiện tại. Tiếp tới đây là khi anh chị mua hàng là bên em sẽ tặng kèm cho anh chị là một cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt. Sản phẩm nào cũng vậy, thì khi đưa ra thị trường, đưa đến tay khách hàng là bên em mong muốn làm sao sẽ có tem thẻ bảo hành, giấy hướng dẫn đầy đủ hết bằng tiếng Việt cho anh chị, để trong quá trình cài đặt và sử dụng ở đây thì anh chị không biết hay là không hiểu bước nào thì mình có thể là xem qua cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng cài đặt như thế này thì cũng rất là ok anh chị nhá. Ở đây là em đã ghi 6 bước ở đây, là gồm tất cả các bước ở đây như là tải phần mềm ứng dụng lúc cam rồi khởi động máy như thế nào, rồi kết nối thành công xem từ xa như nào, ở đây là đầy đủ hết luôn cho anh chị ạ. Đó, em sẽ mở cái bộ S199 này ra anh chị nhá. Sản phẩm này thì đầu tiên cái nhân vật chính đây là chiếc camera S199 này anh chị nhá. Về bên ngoài, hình dáng bên ngoài anh chị có thể là nhìn thấy đây chính là một cái hộp tản nhiệt đấy, tích hợp cả pin này, cả công tắc bật tắt nguồn, nói chung là trung tâm điều khiển hết ở thiết bị này. Và ngoài ra lối lên mắt cam chính là một cái đoạn dây cáp dù rất là mỏng, rất là dẹt như thế này đấy, rất là mỏng, rất là dẹt như thế này, thì anh chị hoàn toàn có thể là luồn lách qua những cái khe kẽ nhỏ vào cái mắt chính của cái sản phẩm này ở đây anh chị nhá. Đấy, cái mắt chính ở đây thì nhỏ như mắt cúc áo, nhỏ như mắt đầu đinh, thì mình có thể là ngụy trang. Thì cái ngụy trang này thì phụ kiện nó có rất là nhiều luôn, đây em sẽ mở ra này. Ngoài ra thì khi anh chị mua hàng là sẽ được tặng kèm cho anh chị ở đây là một cái quả pin dự phòng anh chị nhá. Cái quả pin dự phòng này thì là nó sẽ giúp cho anh chị hoàn toàn có thể là sạc điện được cho điện thoại, sạc điện được cho camera, sạc điện được cho tất cả những cái thiết bị nào mà cần sử dụng thiết bị điện. Đấy, đơn giản là sạc điện cho cái camera S199 này. Tiếp tới đây là cái cuối cùng chính là dây cáp sạc này. Đấy, dây cáp sạc cũng như ở đây là một cái bộ mắt cúc áo ngụy trang. Dây cáp sạc này thì để sạc điện cho cái camera S199 nhá. Ở trên sản phẩm đây nó có chân sạc này anh chị ạ. Đấy, nó có chân sạc ở đây này. Khe cắm thẻ nhớ này, nút reset này. Đấy, công tắc bật tắt nguồn đầy đủ hết luôn này. Đấy, cái mắt camera siêu nhỏ của nó ở đây. Đấy, cái mắt camera siêu nhỏ của nó ở đây ngụy trang rất là nhiều luôn anh chị ạ. Đấy, ở đây có thể là ngụy trang vào mắt cúc áo này, ngụy trang vào mắt đầu đinh ốc vít này. Đấy, là đầy đủ hết luôn này. Đấy, mình có thể ngụy trang vào, đa số là khách hàng là họ hay thích sử dụng 4 cái loại mắt cúc áo này, thì ở đây anh chị ngụy trang thì là đây là cái mắt nguyên bản đúng không, thì anh chị muốn ngụy trang mắt cúc áo thì có thể là gắn mắt cúc áo vào đây như thế này này. Đấy, tiếp tới đây anh chị ngụy trang vào cúc áo măng tô này. Đấy, mình ngụy trang vào cúc áo măng tô như thế này thì cũng hoàn toàn là ok này. Tiếp tới đây là mình có thể là ngụy trang vào đầu đinh ốc vít thì ở đây thì cũng hoàn toàn là ok được hết luôn anh chị nhá. Đầu đinh ốc vít ở đây được hết này. Đấy, sơ mi sơ miếc này, đầu đinh đầu điếc là có hết, không thiếu cái gì cả anh chị nhá. Đấy, thì mình có thể là ngụy trang tùy theo từng cái vị trí đặt cam làm sao cho nó hài hòa và hợp lý nhất anh chị nhá. Còn bây giờ thì em sẽ hướng dẫn tất cả anh chị là cái cách sử dụng của cái dòng sản phẩm camera siêu nhỏ S199 này, thì cài đặt cũng như là sử dụng trên điện thoại thì như thế nào sao cho đúng cách anh chị nhá.
bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách sử dụng của cái dòng sản phẩm camera siêu nhỏ cúc áo S199 Wi-Fi sử dụng như thế nào, cài đặt trên điện thoại như thế nào, sao cho đúng cách các bạn nhé. Thì đầu tiên, việc đầu tiên để các bạn muốn sử dụng được là các bạn phải tải giúp mình một cái app ở đây là app Lookcam các bạn nhé, LOOK Cam là biểu tượng Lookcam, là các bạn tải cái biểu tượng này về giúp mình là cái bước đầu tiên. Bước thứ hai là các bạn vào phần cài đặt tìm Wi-Fi của điện thoại. Khi các bạn tìm Wi-Fi của điện thoại thì bây giờ chiếc cam nó sẽ phát ra một cái mã Wi-Fi rất là dài và không có mật khẩu như thế này. Thì các bạn bước thứ hai là phải kết nối với mã Wi-Fi của nó. Đấy, các bạn cứ làm chậm nhưng mà làm chắc các bạn nhé. Làm đến bước nào là ok luôn bước đấy. Đấy, bước đầu tiên là tải phần mềm, bước thứ hai là kết nối với mạng Wi-Fi. Khi nào ở đây nó có dấu tích này, trên này nó có biểu tượng Wi-Fi là xong này các bạn nhé. Bước thứ ba là các bạn thoát hẳn ra màn hình chính như thế này. Các bạn vào lại phần mềm nút cam này. Vào lại phần mềm nút cam là bước thứ ba này. Đấy, mình cứ làm từ từ thôi, đến bước nào là ok luôn bước đấy. Khi vào phần mềm nó sẽ hiển thị cho các bạn một cái giao diện như thế này các bạn nhá. Thì việc tiếp theo các bạn sẽ chọn cho mình vào biểu tượng cancel, tức là biểu tượng bên tay trái của các bạn đây các bạn nhá. Đấy, bước thứ tư là các bạn chấm thẳng vào cái biểu tượng có cái chữ là device online màu xanh như này, các bạn chấm thẳng vào đây cho mình này, các bạn chấm thẳng vào đây, các bạn chọn cancel này, vẫn là bên trái nha các bạn nhá. Đấy, để các bạn vào các bạn xem chất lượng hình ảnh của sản phẩm này luôn. Sản phẩm này thì chất lượng hình ảnh của nó xem ở đây thì là siêu nét các bạn nhé. Đấy, nếu mà trong trường hợp đây các bạn chú ý giúp mình này, nếu mà trong trường hợp các bạn khi các bạn vào xem như thế này đấy mà nó ngược màn hình như thế này thì các bạn bình tĩnh giúp mình, hoàn toàn điều chỉnh được. Thì hai cái đảo để ngược màn hình này thì các bạn có thể đảo màn hình ở đây này, trái qua phải, phải qua trái, các bạn thấy chưa, trên xuống dưới này, đấy dưới lên trên này, đấy các bạn thấy chưa. Đấy, mình kết hợp hai cái này là hoàn toàn có thể là sử dụng bình thường các bạn nhé. Đấy, kết hợp hai cái trên này, trên xuống dưới, dưới trên này, trái qua phải, phải qua trái này là các bạn hoàn toàn có thể là sử dụng cái này, là hoàn toàn sử dụng ok để đúng phải màn hình ở đây, là hoàn toàn có thể là sử dụng được ở đây, rất là nét các bạn nhé. Đấy, ở đây thì là độ phân giải của nó đang là 1080, thì các bạn hoàn toàn có thể là điều chỉnh ở đây, là điều chỉnh đến độ phân giải 4K là hoàn toàn được hết này. Đấy, hình ảnh rất là nét các bạn nhé. Đấy, thì những bạn nào, anh chị nào mà muốn chụp hình chẳng hạn, chụp hình thì mình ấn vào biểu tượng này để chụp hình này. Đây, ấn vào biểu tượng đây để chụp hình này. Đấy, cứ ấn vào đây để chụp hình các bạn nhé. Đấy, còn những bạn nào mà muốn quay video thì mình ấn vào đây để quay video. Như này là đang quay video này. Đấy, lưu lại này. Đấy, hoàn toàn ok. Và đặc biệt là ngày giờ này, khi mọi người zoom lên nhé, zoom lên thì ngày giờ đúng với ngày giờ hiện tại đây này mọi người ạ. Đấy, mọi người có thể là zoom to, zoom bé này. Đấy, mình có thể là zoom to, zoom bé. Đây là hoàn toàn ok hết đấy, được mọi người nhé. Đấy, zoom to, zoom bé là tùy ý của mình này. Mình có thể là zoom là tùy ý của mình luôn này. Đấy, chụp ảnh này, quay phim này, cháo màn hình này, trên xuống dưới, dưới lên trên này. Đấy, trên xuống dưới, dưới lên trên này, trái qua phải, phải qua trái này, là các bạn hoàn toàn có thể là điều chỉnh ở hai cái này các bạn nhá. Đấy, điều chỉnh ở hai cái biểu tượng này là hoàn toàn sử dụng ở đây là ok này. Tiếp tới đây chính là cái đèn hồng ngoại hỗ trợ quay đêm. Thì những bạn nào, anh chị nào mà muốn quay đêm thì mình ấn vào biểu tượng bóng đèn hồng ngoại ở đây là nó sẽ hỗ trợ quay đêm. Quay đêm đây thì chỉ có đen trắng thôi mọi người nhá. Đây, mọi người tắt quay đêm đi thì lại trở về trạng thái màu mè ban ngày rất là đẹp như thế này. Đấy, còn những anh chị nào mà muốn tăng cái chất lượng ánh sáng thì anh chị sẽ tăng hết lên cho em như này. Đấy, tăng hết lên ánh sáng như này là hoàn toàn sử dụng nó ok mọi người nhá. Đấy, cho led cho đẹp mọi người ạ. Đấy, mọi người có thể xem giúp em nhá. Đây, khi tăng lên này, tăng lên đây hình ảnh nó rất là sáng, rất là led nhá mọi người nhá. Đấy, mọi người có thể xem giúp em này, hình ảnh rất là sáng, rất là led, rất là đẹp ở đây. Đấy, mọi người thấy chưa, kể cả quay cái ghế này đấy cũng rất là led nhá. Đấy, là hoàn toàn là các bước này xong. Đấy, chụp ảnh này, chụp ảnh lại này, thấy bức ảnh này led mình lại chụp lại ở đây này. Đấy, mình cứ ấn vào đây chụp lại này mọi người nhé. Đấy, bây giờ mình sẽ thoát ra này. Đó, vừa xong là em đã giới thiệu hướng dẫn đến mọi người là cách quay phim chụp hình rồi. Thì những anh chị nào mà muốn xem lại cái hình ảnh vừa xong ấy, thì anh chị hoàn toàn có thể là vào lại cái chữ photo cho em ở đây này. Photo ở đây này. Đấy, ở đây thì nó xem lại thì mình có thể là zoom to, zoom bé là cũng là tùy ý mình hết mọi người nhé. Đấy, zoom to, zoom bé đây là tùy ý mình hết này. Đấy, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là những anh chị nào mà muốn tải cái video này về, tải cái bức ảnh này về, thì anh chị giữ chết tay vào đây, giữ chết tay ở đây này. Giữ chết tay ở đây, đấy, nó sẽ hiện ra cho mọi người. Thứ nhất là save to album, có nghĩa là lưu vào album. Cái thứ hai là share là chia sẻ. Cái thứ ba là delete one là xóa một, delete all là xóa hết. Đấy, là đầy đủ hết cho mọi người ở đây. Đấy, thì là những anh chị nào mà muốn lưu save to album, lưu vào album ảnh luôn thì chọn vào cái dòng đầu tiên. Đấy, còn những anh chị nào mà muốn chia sẻ Zalo Facebook thì mình chọn vào cái dòng thứ hai là share ở đây, là chia sẻ Zalo Facebook ở đây. Đấy, đây là Facebook này, đây là album ảnh này, đầy đủ hết cho mọi người này, không thiếu một cái gì cả mọi người nhé. Đấy, in máy yếc đây đầy đủ hết này. Đấy, là mọi người sẽ là làm như vậy giúp em. Thì về em trở lại chữ video này.
Đấy, thì vừa xong là em đã hướng dẫn anh chị là cách quay phim chụp hình xem lại rồi. Bây giờ những anh chị nào mà muốn xem từ xa này, lưu vào thể nhớ tất cả các bước thì anh chị sẽ vào hình bánh răng ở đây cho em này. Hình bánh răng ở đây cho em nhé. Bánh răng này anh chị chọn cho em cái dòng thứ 3 từ dưới lên là device setting ở đây này. Device setting nhá. Đấy, ở đây khi vào đây thì nó có rất là nhiều mục để anh chị cần quan tâm. Thứ nhất là alarm config là cảnh báo chuyển động. Mục thứ hai là mục password là cài đặt mật khẩu. Mục thứ ba là mục SD setting là lưu và thể nhớ. Mục thứ tư là thời gian. Mục thứ năm là wifi setting để xem từ xa mọi người nhé. Đầy đủ tất cả các chức năng, tất các công năng, các công dụng của sản phẩm ở đây hết. Thì những anh chị nào mà muốn đặt mật khẩu chẳng hạn, đặt mật khẩu cho sản phẩm này thì mình có thể là chọn vào biểu tượng password ở đây để đặt mật khẩu này. Password đây đặt mật khẩu mọi người nhé. Mật khẩu ở đây nó sẽ có 3 dòng. Dòng thứ nhất là old password là mật khẩu cũ. Dòng thứ hai là new password là mật khẩu mới. Dòng thứ ba là config là nhập lại. Old password là mật khẩu cũ. Thì mọi người nhập cho em từ 1 đến 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đấy, còn mật khẩu mới ở đây là 8 ký tự cả chữ cả số. Dòng dưới là nhập lại mật khẩu mới. Xong ấn OK là xong mọi người nhé. Đấy là đặt mật khẩu. Còn những anh chị nào mà muốn lưu vào thẻ nhớ thì mình chọn vào biểu tượng SD setting để lưu vào thẻ nhớ. Anh chị bật xanh hết lên cho em này. Đấy, bật xanh hết lên cho em như thế này này. Đấy, và anh chị sẽ chọn vào cái chế độ lưu là lưu HD là độ phân giải cao. Cũng như ở đây thì anh chị sẽ nhìn thấy con số 5 này. Con số 5 anh chị chấm vào đây này. Ở đây nó sẽ có rất là nhiều những cái mốc thời gian để anh chị cần phải xem. Thứ nhất là 1 phút này, 3 phút này, 5 phút, 30 phút này. Ở đây em lưu 30 chẳng hạn nhé. Đây em ví dụ này, 30 ở đây có nghĩa là cứ quay 30 phút lưu lại một lần, quay 30 phút lưu lại một lần, quay 30 phút lưu lại một lần. Đấy, còn những anh chị nào mà muốn ngắn hơn thì mình sẽ chọn 5 phút một lần chẳng hạn. Thì cứ 5 phút một lần là hoàn toàn sử dụng ở đây là ok mọi người nhé. Đấy, bây giờ em sẽ thoát ra này. Đấy, là ngoài ra thì ở đây thì là còn rất là nhiều những cái mục khác nữa như là wifi setting để xem từ xa anh chị nhá. Wifi setting ở đây để xem từ xa. Và bây giờ anh chị sẽ nhập cái mật khẩu wifi của nhà anh chị vào đây. Nhập đúng anh chị nhá. Đấy, nhập đúng, nhập xong là mình phải dò lại này, xong ấn ok này. Đấy, khi ấn ok như thế này xong nó sẽ trở về cái giao diện như này thì anh chị ok tiếp cho em này. Đấy, đến bước này thì anh chị thoát hẳn ra màn hình chính nhá. Đấy, đến bước này anh chị thoát hẳn ra màn hình chính, anh chị đợi tầm 1 đến 2 phút sau là anh chị vào lại phần mềm là hoàn toàn có thể là xem được hình ảnh truyền trực tiếp từ chiếc là camera F199 wifi này, là xem trên điện thoại không giới hạn khoảng cách. Có nghĩa là bây giờ cái điện thoại này anh chị chỉ cần bật 3G 4G là đi bất kể mọi nơi trên mọi miền tổ quốc là hoàn toàn có thể là xem được và giám sát được hình ảnh truyền trực tiếp từ cái chiếc F199 này truyền về điện thoại anh chị nhé. Thì những anh chị nào mà thích sản phẩm này hay là thấy sản phẩm này phù hợp với mình thì hoàn toàn có thể là nhanh tay nhấc máy alo trực tiếp với em qua cái số điện thoại ở trên màn hình đây, là bên em sẽ có nhân viên tư vấn hỗ trợ cho tất cả anh chị 24/24 để lựa chọn làm sao được những cái sản phẩm ưng ý nhất, phù hợp nhất với những cái tiêu chí mà mọi người đề ra mọi người nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.